Bạn đang sở hữu Sony FX30 hoặc FX3 và bạn đang gặp khó khăn về những cái như là Cine EI, Flexible ISO hoặc các picture profile như là S-Log3, Cine 4 hoặc S-Cineton và bạn cảm thấy mình đã bỏ ra quá nhiều tiền nhưng vẫn chưa thể nào cho ra những thước phim đẹp như đây, hoặc đây, hoặc thậm chí là đây. Và cái hình ảnh đẹp nhất mà bữa giờ mọi người xôn xao nhất đó chính là phim Kẻ Kiến Tạo được quay trên con Sony FX3 cùng với Atomos Ninja V ở ProRes RAW. Vậy thì để đạt được những thước phim đẹp như vậy, các bạn chắc chắn không nên bỏ qua video này. Và giờ đây mình sẽ công bố bí quyết làm chủ được hoàn toàn con máy Sony FX3 và FX30 của các bạn. Còn bây giờ thì let's begin. Ok, về bí quyết ở đây để làm chủ con máy đó chính là gì? Đó chính là cặn kẽ hiểu hết mọi thứ chi tiết về con máy của bạn. Vậy thì cái cụ thể ở đây mình muốn nói là gì? Mình muốn nói là mình chính thức mở khóa học dạy mọi thứ chi tiết về Sony FX3, FX30. Và trước khi đi vào chi tiết, các bạn nào còn đang băn khoăn về cái việc liệu con máy Sony FX3 và FX30 có thể làm những gì và mình đã sử dụng những con máy đó ra sao để tạo ra những sản phẩm gì, thì mình sẽ để link bên dưới tới Vimeo portfolio của mình để các bạn vô, các bạn soi từng chi tiết để xem các cái chất lượng hình ảnh đó đủ để thuyết phục các bạn tham gia cái khóa học này chưa nhá. Hãy xem trước khi đi vào chi tiết nhé. Sẽ công bố các cái lợi ích gì các bạn sẽ có được khi tham gia khóa học này. Cái benefit đầu tiên đó chính là group Facebook chung. Vậy thì trong cái group đó sẽ có những benefit gì hơn và có những hoạt động gì? Đó chính là cứ mỗi cuối tuần, một tuần hoặc hai tuần mình sẽ review hết full toàn bộ các sản phẩm của các học viên nằm trong group đó để giúp những bạn học viên ấy cải thiện. Tất cả các bạn ở trong group sẽ cùng tham gia để review các cái project sản phẩm của nhau. Ngoài ra trong group hàng tháng sẽ được tổ chức những buổi sẽ gọi là shooting theo project cùng nhau để tạo ra những thước phim cinematic, trong đó sẽ có mình đi cùng tham gia và để giám sát cũng như chỉ thêm hoặc hướng dẫn thêm các bạn học viên nếu các bạn học viên đó có gặp những khó khăn hay sai sót nào. Ngoài ra sau khi tham gia khóa học xong, những bạn học viên nào trong group Facebook đó mà có những câu hỏi thắc mắc gì về Sony FX3, FX30 thì mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn trong vòng dưới 48 tiếng đồng hồ và những cái hoạt động này sẽ được kéo dài trong vòng nửa năm của cái lớp học đó. Đầu tiên như mình đã nói là các bạn chắc chắn sẽ được vào trong cái group Facebook riêng, trong đó các bạn sẽ sở hữu những cái lợi ích như mình đã nêu trên. Cái thứ hai đó chính là mỗi bạn sẽ nhận một bộ lút custom dành riêng cho Sony FX3 và FX30, dành cho picture profile là S-Log3 với đầu ra hình ảnh đó chính là chỉ tiêu noise nhất có thể với cái kiểu đo sáng mà mọi người hay gọi là EV+2 á. Và trong bộ này sẽ còn một cái lút cực kỳ quan trọng, đó chính là lút để các bạn có được force color trực tiếp trong máy. Các bạn nghe thấy lạ không? Force color nhá. Điều tiếp theo đó chính là các bạn sẽ được chỉ dẫn các loại thiết bị dành cho FX3 và FX30 như là lens, ND, các loại rig, pin. Tóm lại, sự đa dạng hóa của tất cả các gear dành cho Sony, từ cái bộ siêu tiết kiệm nhất cho tới những cái bộ mắc tiền nhất và những cái bộ tối ưu nhất. Ngoài ra do khóa học này mình sẽ kết hợp với một bên đơn vị thứ ba, đó chính là S-Lab Việt Nam, là bên anh Phạm Lực, thì những bạn học viên nào tham gia cái khóa học này sẽ được giảm những phần trăm đặc biệt khi mua những phụ kiện dành cho FX3 và FX30. Không những vậy, mình sẽ còn giải thích chi tiết và cũng như là hướng dẫn và thực hành tại chỗ với mẫu và ánh sáng để chỉ cho các bạn biết cách xài Cine EI, Cine EI Quick và Flexible ISO. Vì video đợt trước mình biết là mình có giải thích ra rồi, nhưng mà cái việc mà giải thích ra mà chưa thực hành lên thì có thể các bạn sẽ chưa thể nào mà hiểu với cả quen xài được. Thế nên trong khóa học này, ngoài cái việc học lý thuyết ra, mọi người sẽ được thực hành với mẫu và mọi người sẽ đem máy tới để shoot mẫu và mình sẽ chỉnh từng bạn một cách sử dụng các cái chế độ đó như thế nào cho đúng. Không chỉ vậy, mình cũng sẽ chỉ cho các bạn các cái video codec của Sony FX3 và FX30, những cái cụ thể như XAVCS, XAVCSI và XAVCHS là gì và khi nào nên sử dụng chúng. Ngoài cái picture profile như S-Log3DA, các bạn cũng sẽ học được cách đo sáng tiêu chuẩn dành cho mọi picture profile từ PP1 cho tới PP11. Nói chung là đối với những bạn nào mà không có thích quay S-Log3 hay là S-Log2 thì các bạn hoàn toàn có thể quay những các picture profile khác để ví dụ như cho những cái job mà ăn lên, các bạn không có thời gian hậu kỳ. Tất nhiên là mấy cái này mình sẽ thực hành trực tiếp trên DA của mẫu sẽ được đánh sáng lên ở trong studio mà. Nên các bạn khỏi lo là chỉ là lý thuyết thôi nhé. Điều tiếp theo đó chính là cái điều mà ai cũng sẽ quan tâm, mình đảm bảo luôn, đó chính là các bạn sẽ học được cái cách set up để quay RAW cũng như là hậu kỳ với file RAW. Và đây là khi quay RAW nghĩa là cách set up
máy làm sao để quay RAW cùng với Atomos Ninja V hoặc là Ninja V cộng, cũng như là cái workflow như thế nào để làm việc với ProRes RAW để đưa vào được DaVinci và từ đó mình có thể làm màu tối ưu màu sắc nhất có thể. Ngoài cái việc đó ra thì các bạn cũng sẽ được chỉ dẫn cho cách set up các cái nút trên máy như thế nào và cụ thể là các cái kiểu customize mà các bạn sẽ hay xài nhất và đụng nhiều nhất trong các shoot thực tế ở bên ngoài. Không chỉ vậy, các bạn sẽ được chỉ thêm những cái tính năng mở rộng như là time lapse, live stream, sử dụng app monitoring cho Sony để điều khiển và quay như mình đang xài bây giờ đây này. Các bạn cũng sẽ hiểu được về các cái audio interface, các cái ưu nhược điểm của audio cho dòng Sony, các thể loại và các kiểu autofocus và manual focus với máy, cũng như là stabilization và catalyst rounds. Ok, và đó là những gì chi tiết mình cũng nói sơ qua ở cái video này. Còn bạn nào muốn đọc chi tiết hơn nữa thì mình sẽ để tất cả thông tin bên dưới cũng như là link đăng ký dưới mô tả. Các bạn nào mà thắc mắc cái gì thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì mình sẽ cố gắng giải đáp về những cái vấn đề khóa học hay là những cái điều các bạn mong muốn ở cái khóa học này. Thì đầu tiên mình mở một lớp học cho nhiều người tham gia nên là mình sẽ mở offline trước ở thành phố Hồ Chí Minh và mình sẽ mở với cái số lượng giới hạn thôi, nên các bạn nào mà muốn tham gia thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé. Ngoài ra vậy thì các bạn ở tỉnh xa thì như thế nào? Thì trước mắt thì mình sẽ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà các học viên ở ngoài Hà Nội nhiều thì mình sẽ ưu tiên bay ra đó để mình tổ chức ở ngoài đó luôn. Còn những bạn nào ở xa thì mình cũng đang suy nghĩ về những cái phương án để tạo ra một cái lớp online sau đó, vì những cái này thực sự thì offline tận tay chỉ thì nó mới gọi là chắc hơn được. Thế nên là trước mắt các bạn thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ thì see ya and see you next time. Peace.